Xin thân ái kính chào quý vị khán giả. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà mình thay đổi âm sắc trên cái đàn piano Custom KS1 nha. Mình mở đàn lên nè. Rồi, khi mình mở đàn thì mặc định nó sẽ là tiếng grand piano nha. Thì để chuyển âm sắc thì các bạn sẽ bấm nút Function ha và kết hợp những cái nốt từ cái nốt đầu tiên của cái đàn ha, bên trái cho đến nốt mi 2 ha. Đây là đô 2 đúng không? Người ta ghi đô 2 này. Đô 2, re 2, mi 2 từ khu vực này ha, kết hợp với nút function. Rồi, mình sẽ để một cái bảng chú thích ở trong video này để các bạn có thể nhìn ha, sẽ dễ nhớ hơn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ test một vài cái âm sắc cho các bạn nghe thử nha. Ngoài tiếng piano thì mình có thể chơi thêm một vài tiếng khác thì nó cũng rất là phong phú ha. Rồi, cái nút này và nút này kết hợp với nút function nó sẽ là ra tiếng grand piano ha. Grand piano mặc định và grand piano 2. Những cái âm sắc giống nhau thì mình sẽ bỏ qua ha, mình sẽ không test thử nha. Rồi, đây. Ở dưới nút đô 2, đô 1 một cái á thì nó sẽ là âm sắc piano điện ha, e piano thử nha. Function. Rồi nghe cái tích một cái là ok này, nghe tiếng piano điện ha. Đó. Tương tự như vậy thì nốt đô 1 sẽ là tiếng e piano 2. Còn nốt đô thăng 1 sẽ là tiếng hai si choi ha, thử nha. Nốt re 1 sẽ là tiếng clarinet. Còn nốt re thăng này ha sẽ là nốt kết hợp với function ra tiếng vibraphone nha, thử nha. Mình quay một tay thôi, thành ra mình sẽ đánh một tay trái khu vực âm trầm nha các bạn. Rồi, nốt mi 3 sẽ là tiếng marimba ha. Rồi, tiếng organ sẽ là nốt này, nốt pha ha. Các bạn thấy rất là hay ha. Rồi, tiếp theo sẽ là tiếng accordion chẳng hạn ha. Accordion sẽ là nốt C này ha. Sao không biết tới không? Chắc tới. Tương tự như vậy sẽ có tiếng guitar nè, tiếng string nè. Đó, mình sẽ để các bạn ha, các bạn ha. Ok các bạn, đó là những cái cách mà chúng ta sẽ thay đổi âm sắc trên cái đàn piano của mình KS1. Nếu mà mình nói chưa có rõ thì anh em có thể góp ý mình cũng như là yêu cầu trong video tới mình có thể làm gì để giúp anh em ha, bằng cách là bình luận hoặc là tham gia hội sử dụng đàn piano organ của mình trên Facebook ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.